tiếng. Thế bây giờ mình alo ạ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Thì hôm nay buổi học của chúng hôm nay buổi học thì mình sẽ tìm hiểu đấy là cái phần cốt về mô hình cái lan truyền ngược MLP cho cái bộ tập dữ liệu là Minix. Thì trước tiên ấy thì Hoàng có nghe rõ không ạ? Có, con nghe rõ rồi nhé. Thì trước tiên là mình sẽ ôn lại một chút, mình sẽ tìm hiểu lại một chút các kiến thức và về cái mô hình lan truyền ngược trước mình đã học. Rồi thì bây giờ mình sẽ tóm tắt lại một số kiến thức mà buổi trước mình đã học về cái mô hình lan truyền ngược ấy nhá. Thì thứ nhất là ví dụ như các bạn sẽ có một số các cái nốt ẩn, nốt sau này. Đây là một nốt này. Đây là một nốt này. Chưa? Thì ví dụ như tầng này, tầng ban đầu các bạn này là tầng input. Đây là tầng input. Đây là các cái tầng ẩn của nó, đây là các tầng ẩn. Hidden layer. Đó. Và cuối cùng đây là mình sẽ có một cái đấy là output, thì tùy vào bài toán thì đây mình sẽ lựa chọn đấy là một output thôi. Rồi thì giữa các cái nốt này với nhau đó, thì mình sẽ nối cái này với nhau này như này. Rồi thì các bạn hình dung đấy là giữa các cái đường mà nối từ cái tầng từng cái nút một với nhau này thì nó sẽ có trọng số của riêng nó. Ví dụ ở đây mình sẽ đấy là W1 này, đây là W2 này, được chưa? Thì đây nốt này mình sẽ có là X1, được chưa? Vậy thì để mà tính toán, ngoài ra thì trong cái mô hình MLP nó sẽ còn một cái nữa, đấy là chính là cái hàng số tự do, đó chính là một cái đấy là P, như này. Đó. Thế thì bây giờ ví dụ mình muốn tính được cái từ cái nốt X1 này, từ cái nốt X1 này sang cái nốt mà ví dụ mình ký hiệu đây là Z đi. Được chưa? Mình ký hiệu đây là Z. Thế thì mình tính được cái trọng số bằng cách như thế nào? Đấy là nó sẽ là Z này này. Z1 này này. Nó chính là bằng W1 nhân với cả đây chính W1 chính là cái trọng số đường đi của nó này. Và cái x1 này nó chính là cái giá trị hoặc là nó là cái đặc trưng của cái nút thứ nhất này này. Với cái 1 nhân với cả x1. Yeah. Cộng với cả, ngoài ra thì còn một cái hàng số b tự do nữa. Thì nó sẽ là cộng với cả b. Theo đúng như công thức lần trước mình đã học ở trên OLM Thầy Hoàn đã nói cho các bạn. Đó tương tự như thế. Thì ví dụ ở nốt số 2 này là Z2. Thì ta cũng sẽ có tính được đấy là Z2 cũng sẽ bằng được đấy là W2 nhân với cả X1 cộng với cả là B. Đó thì đây là với trường hợp đấy là một cái nút là input. Thế bây giờ ví dụ trường hợp khác là nhiều input thì sao? Đây mình sẽ có nhiều cái nút, nhiều đặc trưng của nó này. Ở tầng ẩn thì mình sẽ có 3 nút tất cả. Và tầng output thì mình sẽ cho đấy là 2 output. Rồi. Thì tương tự như thế, các cái này sẽ cũng sẽ có trọng số của nó. Đây là x1, đây là x2. Các cái này là các cái vk thì mình sẽ ký hiệu luôn là cái vk1. Đây sẽ là vk2. Được chưa?
Thế thì muốn muốn tính được muốn tính được tổng các trọng số ở khi mà mình tính đến cái này này, tính đến cái trường hợp này, thế thì ta cũng sẽ có đấy là z ở đây cũng sẽ bằng với cái một nhân x một cộng cái hằng số tự do là b. Tương tự thế khi đến z hai thì cũng sẽ có với kép hai nhân với cả cái giá trị mà vừa nãy mình đã tính được ở chỗ này đó, tất cả giá trị mình tính ở chỗ này và mình sẽ ra được cái đấy là output ở đây. Các bạn đợi mình một chút. Rồi thì bây giờ quay trở lại với cái bài toán đấy là xác định chữ số viết tay trên cái tập bộ chữ đấy là tập dữ liệu rồi. Minit này thì mình gửi cho các bạn cái đoạn code này nhé. Đây là nó sẽ code trên là Jupyter. Rồi thì trước tiên cái mình sẽ giới thiệu về cái tập bộ dữ liệu Minit này. Thì cái bộ tập dữ liệu Minit này nó chính là cái bộ chữ viết tay. Thì các bạn hình dung đó sẽ là nó sẽ là các cái tập chữ viết tay hoàn gồm các cái ảnh có cái kích thước là 28x28. Đây hoàn toàn là các cái ảnh cả. Ảnh và ảnh này là ảnh đá mức xám thì chỉ có một cái màu thôi, có giá trị từ 0 cho đến 255, ảnh đá mức xám. Và ra đây thì sẽ là một số các cái hàm cũng như là một số cái thư viện. Thì buổi trước mình có học đấy là mình sử dụng đấy là code thuần chủ yếu sử dụng logic. Đó, buổi trước thì các bạn có đấy là sử dụng các cái code thuần của mình. Còn hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn đấy là mình sẽ sử dụng một cái thư viện, các cái thư viện có sẵn. Thế thì ở đây là một số các cái hàm phụ trợ này. Đây là để hiển thị ra ảnh này. Đó. Mình sẽ chạy cái này. Rồi. Thế thì bây giờ mình sẽ xem thử xem là cái dữ liệu trong cái bộ tập dữ liệu Minit này sẽ như nào nhé. Đó thì các bạn thấy đây là nó sẽ có, đây là mình show ra 10 ảnh thì cái 10 ảnh đầu tiên này thì trong bộ tập dữ liệu mini này sẽ có hai tập dữ liệu chính, đấy là cái tập dữ liệu mình dùng để huấn luyện và tập dữ liệu mình dùng để test. Thì ở đây mình sẽ thấy đấy là mình show ra 10 cái ảnh thì đây là tập dữ liệu dùng để huấn luyện này và dưới ấy chính là tập dữ liệu mà mình dùng để test. Thì trong cái bộ tập dữ liệu mà mình đã lựa chọn này thì có tất cả là 60.000 tập ảnh là được dùng để huấn luyện và 10.000 bức ảnh là dùng để test sau khi mà mình hoàn thành xong cái mô hình, mình xây dựng được cái mô hình MLP đấy. Rồi, thế thì cái bức ảnh này, tất cả bức ảnh này thì đều là 2 chiều ạ. Thế thì bây giờ làm nào để mình sử dụng được cái bức ảnh này? Mình cho vào trong cái, làm như đây là ảnh 3 chiều, tại vì có một ảnh là một cách màu nữa. Vậy thì làm thế nào mà mình từ cái bức ảnh này mình phải cho được vào cái mô hình MLP đấy? Thế thì một cách dễ nhất đấy là mình sẽ biến toàn bộ các bức ảnh này thành một cái vector mà chỉ có 1 chiều thôi. Đó. Thì hình dung đây là một cái bức ảnh là 28x28. Vậy thì mình sẽ biến toàn bộ các cái điểm ảnh này thành một vector 1 chiều có giá trị từ 0 cho đến 756. Đó, nó chỉ có 1 chiều thôi. Tức là ví dụ một điểm ảnh đây thì ví dụ như là một điểm ảnh
đen, màu đen, thì tương ứng với nó thì nó sẽ có giá trị là không. Đó, thì đây là vị trí 00 thì sẽ có giá trị là không này. Tiếp theo là 01 này thì cũng sẽ là không này. Đấy, tương tự như vậy cho đến pixel thứ 756 là pixel cuối cùng của bức ảnh này. Đó, thì nó sẽ là hình dung, các hình dung đây là đây là bức ảnh của mình, thì giá trị từ x1 này, x2 này, chấm này cho đến 756 là pixel cuối cùng này. Thì mình biến từ bức ảnh 2 chiều này thành bức ảnh 1 chiều. Thì ảnh đã mức xám thì nó chỉ có giá trị từ 0 cho đến 256 đúng không ạ? Đó. Vậy thì x1, ví dụ x1 nó là, thì biến thành vector 1 chiều nhá. Ví dụ x1 ở đây có giá trị là màu đen này, thì nó sẽ là 0 này. Đấy, tương tự đấy, 0 này, 0 này. Tiếp thì x2 ví dụ nó là, x2 cũng là màu đen thì là 0 này. Chấm. Ví dụ ở vị trí khoảng là 100 này, ở vị trí x bằng 100 này nó có màu trắng thì mình sẽ đấy là 255, không đến 255 được. Đấy, thì mình sẽ biến toàn bộ các bức ảnh này thành một cái vector một chiều, hay mọi người cứ hiểu như đó là một mảng một chiều ấy. Đó, nó chính là một cái mảng một chiều để mình dễ dàng mình tính toán và mình thực hiện cái mô hình này hơn. Đó. Thì đây là mình sẽ biến đổi nó bằng cách đấy là mình reshape nó, dùng một cái thư viện, một cái hàm có sẵn, mình reshape nó. Rồi thì sau đấy mình sẽ cập nhật cho toàn bộ các cái dữ liệu như thế này. Cập nhật cho toàn bộ các cái dữ liệu dùng để test cũng như là dùng để huấn luyện. Rồi có một cái lưu ý đây đấy là tất cả các cái này, tất cả các cái điểm này nó đều chia cho đấy là 255. Là tại vì đây như vừa nãy mình đã chỉ là ví dụ ở đây là điểm đó là 100. Ở đây cái giá trị tại ví dụ như là x100 thì nó là màu trắng thì nó là 255. Vậy thì mình sẽ biến cái số 255 này nó thành trong khoảng từ 0 đến 1 thôi. Để các cái con số này mình sẽ dễ kiểm soát hơn và mình sẽ dễ tính toán hơn với cả cái mô hình để con số quá lớn. Vậy thì mình sẽ chia tất cả các cái từng điểm một, từng điểm trong cái vector một cho 255 để mình ra được một con số trong khoảng từ 0 cho đến 1. Để mình ra được một con số trong khoảng từ 0 cho đến 1 như thế này. Đó. Thì đấy chính là cái bước mà tại sao mình phải chia cho 255 từng cái điểm như thế một. Sau khi mình hoàn thành cái việc đấy là xử lý tiền xử lý dữ liệu này, thì bây giờ mình sẽ đến bước chính, đấy là mình sẽ chuẩn bị các cái mô hình của mình. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng các cái thư viện có sẵn, đấy là sử dụng là Keras. Đó, thì trong cái mô hình Keras này, thì bình thường như các bạn đã được học ở buổi trước, thì đấy là các bạn sẽ các cái từng lớp một thì các bạn sẽ phải tự tính toán và các bạn sẽ phải tự cập nhật thông số, tự phải đấy là lan truyền ngược về. Đó chính là thuật toán lan truyền ngược. Thế thì ở trong cái mô hình Keras này thì các cái lớp của nó hoạt động như là một cái mảng ấy, hoặc là như là một cái chuỗi tuần tự. Thì hình dung như sau này. Đó thì ở trong Keras thay vì các bạn phải viết từng các lớp một, từng ý một phải làm thế nào, thì mình chỉ việc khai báo thôi. Đây ví dụ ngay nó cứ lần lượt là ở vị trí đầu tiên đây, ở cái layer đầu tiên đây, thì nó chính là cái lớp input, nó chính là cái tầng input đầu tiên của mình. Đó thì các bạn khai báo đây là layer.dense 256 này, nó chính là tương ứng với cả là tầng đầu tiên của mình, nó chính là tầng input. Đấy, tại vì nó tuần tự mà, các bạn hình dung đấy, nó đi tuần tự là đi từ trên xuống dưới này, thì cái đầu tiên nó sẽ là input này. Thì input này có tất cả là input này sẽ có tất cả là 256 nốt tương ứng với cả 205. Đó, cái số 256 này thì tùy các bạn có thể tùy chỉnh. Đây chính là số nút trong cái tầng của mình. Thì ở đây là mình đang để đấy là 256. Đó. Tức là tổng cộng chỗ này là có 256 nút tất cả. Được chưa? Rồi, cái input shape này
nó chính là cái nó chính là cái size, nó chính là cái kích thước ảnh của các bạn. Dạ, tiếp nhé. Rồi, thì mình khai báo lần lượt tiếp theo, đấy là có một lớp nữa sẽ bao gồm, đấy là 256 nút tiếp theo. Thì nó chính các cái tầng lớp tiếp theo này thì nó chính là các cái tầng ẩn của mình. Mình khai báo tuần tự thôi. Tầng đầu tiên và tầng cuối cùng thì sẽ luôn luôn là tầng đầu tiên là tầng input, và tầng cuối cùng thì sẽ luôn luôn là tầng output. Và các cái tầng ở giữa mà mình khai báo thêm này thì nó luôn luôn nó sẽ là tầng ẩn. Đó, thì bây giờ ở đây mình sẽ khai báo tất cả là ba tầng ẩn tất cả. Mỗi tầng ẩn lại có 256 nút tất cả. Vậy thì mình sẽ có tất cả là 3 tầng ẩn. Một, đây là các nút của nó này. Tầng ẩn thứ nhất này, Hidden Layer 1 này. Tầng ẩn số 2 cũng có 256 nút này. Tầng ẩn số 3 cũng tương tự sẽ có 256 nút như mình đã khai báo. Rồi. Đó, thì mỗi một cái input này thì tương tự thế, nó cũng sẽ nối với cả một cái nốt ở trên tầng ẩn. Đó. Giống như là mô hình mình đã học ở buổi trước. Tương tự như vậy. Đấy. Rồi. Ngoài ra thì mình hãy nhớ đấy là mình còn thêm một cái, đấy là hàng số tự do nữa. Hàng số tự do ở đây nữa. Đó. Mỗi một tầng này thì nó sẽ có một cái hàng số tự do. Đó. Ở đây sẽ có một cái, đấy là cái 5 class bằng 10 này. Thì cái 5 class bằng 10 này chứng thì yêu cầu bài toán của mình, đấy là đưa vào một dữ liệu, một tập ảnh rất là nhiều ảnh, các chữ số viết tay. Và mình phải, sau khi mình xây dựng mô hình và mô hình mình hoàn thành, mình đưa một bức ảnh mới vào và nó phải xác định cho mình là à, bức ảnh này là bức ảnh số mấy. Đấy, đây chính là cái mục đích mà mình phải hoàn thành cái mô hình này. Yêu cầu bài toán như thế. Tức là đưa một bức ảnh mới vào và xác định xem là bức ảnh này là chữ viết tay số mấy dựa trên cái mô hình mà mình đã xây dựng từ trước. Đó, thì cái 5 class ở đây xác định chữ số viết tay thì đấy là từ 0 cho đến 9. Và tất cả đấy là có 10 output tất cả. Thì mình sẽ khai báo đây là cái 5 class này, nó chính là có 10 output, 5 class bằng 10. Tùy vào cái số lượng mà mọi người xác định thôi. Tiếp theo đấy là có cái đoạn số 256 đây, thì mình vừa nói rồi, đấy chính là số nút. Số nút thì các bạn có thể thay đổi tùy ý. Tùy ý các bạn đây, các bạn xác định xem là cái số nút nào sẽ là cái số nút tối ưu nhất cho cái mô hình của mình. Bằng cách thì cách đơn giản nhất thì các bạn để thử nhiều lần thôi. Đấy, cách đơn giản nhất. Rồi, ở đây thì sau khi mỗi kết thúc một cái tính trọng số như này thì nó sẽ đi qua một cái hàm là hàm kích hoạt. Hàm kích hoạt như thế này. Thì hàm kích hoạt đây là mình sử dụng, đây là hàm RLU. Ngoài ra thì sẽ có rất là nhiều các cái hàm kích hoạt khác như trước mọi người đã học rồi. Softmax này, Signoi này, đấy, sẽ có rất là nhiều hàm kích hoạt khác tùy mọi người sử dụng. Và cuối cùng là trước khi mà nó đưa ra đến cái lớp output cuối cùng ấy, thì nó sẽ phải thực hiện một cái hàm kích hoạt nữa, là chính là hàm softmax. Ở buổi trước các bạn cũng đã học cái hàm softmax này rồi. Đấy. Đó, số tầng ẩn và số nút, các bạn lưu ý đây là số tầng ẩn và số nút thì tùy ý các bạn để khai báo. Ví dụ các bạn có thể khai báo đấy chỉ có một tầng ẩn thôi. Và tương tự thế các bạn đổi thành có chỉ có một căn nút thôi. Ở đây thì mình sẽ lựa chọn đấy là có ba tầng ẩn, có một tầng ẩn tất cả nhé. Một tầng input, một tầng ẩn và một tầng output. Và mình sẽ thử chạy cái mô hình này. Đó. Thì có một lưu ý là đây, các bạn hình dung đây là có 256 nốt này. Tầng input của mình đấy là có 256 nút tất cả. Cái tầng ẩn thứ nhất. Cái tầng ẩn thứ nhất này cũng sẽ có 256 nút.
đây đó. Tức là ở bức ảnh của mình, input đầu vào của mình là 28 nhân 28 cộng với cả 1, đấy là chính là một cái hàng số tự do như thế này. Đấy. Và sau đấy thì chúng ta sẽ có tổng cộng đấy là, và mỗi một cái nút này này, mỗi một cái nút này thì các bạn lại nối với cả một cái nút khác ở bên tầng ẩn. Đúng chưa? Vậy nên là chúng ta sẽ có tất cả là 28 nhân 28 cộng 1 nhân với cả 256, tức là có bao nhiêu phép tính trong đống này này. Đây toàn bộ cái đống, toàn bộ cái từ tầng ẩn, từ tầng input cho đến tầng ẩn thứ nhất thì sẽ có bao nhiêu phép tính, thì nó chính là tính bằng đấy là 28 nhân 28 cộng 1, là tại vì có một hàng số tự do, và cuối cùng là nhân cả 256. 256 chính là cái số nút của mình. Đấy. Thì đây chính là cái yêu cầu bài toán của mình. Thì đấy chính là số phép tính của cái tầng ẩn thứ nhất. Tương tự thế thì sang cái tầng, sang đến cái từ tầng ẩn thứ nhất sang đến cái tầng output của mình ấy. Từ tầng ẩn thứ nhất sang output của mình. Output của mình thì chỉ có đấy là 10 số thôi. Tại vì là nhận biết từ 0 cho đến 9 mà, thế nên chỉ có 9 nốt tất cả thôi. 0 đến 9 nên chỉ có 9 nốt thôi. Vậy tương tự như thế. Đó. Chúng ta sẽ có đấy là 757 chính là 28 nhân 28 cộng 1 nhân cả 256, nó chính là cái cấp cuối cùng đây này. Ví dụ đây là output này, output có 10 số này. 10 nốt này. 6 7 8 9 10. Đó. Thì chúng ta nhân ra cũng sẽ có tổng cộng đấy là 28 nhân 28 200. Chúng ta sẽ có đấy là 757 nhân 256 tham số. Đúng chưa? Đó. Chúng ta sẽ có cùng với từng này tham số ạ. Đó thì mình sẽ nói, mình nhắc lại một chút nhé. Đây là cái output này của mình, cái tầng ẩn của mình. Cái tầng ẩn của mình đấy là có 256 nút. Và cái tầng ra, đầu ra của mình đấy là chỉ có 10 nút thôi. Đầu ra của mình thì chỉ có 10 nút thôi. Đó. Vậy thì cái đầu vào của mình là 256 nút đúng không? Cộng với cả một cái nút tự do, cộng với cả một cái nút hàng số tự do ở đây, em B ở đây. Vậy thì nó chỉ tổng cộng có đấy là, thứ nhất là 256 này cộng với cả một cái nút tự do này, và cuối cùng đấy là nhân với cả 10, tại vì mỗi một nút này sẽ nối với cả 10 khác, vậy thì mình sẽ nhân với cả 10. Vậy thì tổng cộng là có 2570 phép tính tất cả. Đấy, đó chính là 2570 tham số. Đó, qua nhìn hình dung mô hình nó giống như mô hình buổi trước mình đã quan sát. Mỗi một cái nút này, đấy, mỗi một cái nút này thì nó lại nối với cả một cái nút khác ở tầng ẩn. Và mỗi nút ở tầng ẩn thì nó lại nối với cả một cái nút ở cái tầng đầu ra của mình. Đó, thì mỗi một nút này thì nó sẽ đều có trọng số, và mỗi cái nút là hàng số tự do này thì nó sẽ trọng số của riêng nó. Thì các bạn nhân ra. Rồi. Sau khi mình đã chuẩn bị mô hình và mình chuẩn bị mô hình của mình xong, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu việc huấn luyện mô hình. Thế thì có một số các cái lưu ý khi các bạn huấn luyện mô hình thì là, thứ nhất là có optimizer này, thì nó chính là cách để tối ưu các cái trọng số. Cái loss này chính là hàm mất mát của các bạn, hàm mất mát thông tin đấy. Thì ở đây ấy, thì mình sẽ giới thiệu đây là có hai kinh nghiệm quan trọng nhất, quan trọng ở trong cái học máy này. Thì đấy là khi các bạn mà, đấy là batch, tức là các bạn có thể cập nhật trọng số một khi dữ liệu đầu vào hoàn thành. Tức là hình dung đấy là có một cái nốt này, có một cái nút này nó đi hoàn thành được một cái chu trình của nó, thì các bạn cập nhật trọng số đó luôn. Hoặc là tất cả các cái nút này
nó hoàn thành thì các bạn mới cập nhật trọng số cho nó. Thì ở đây là mình sử dụng cái phương pháp thứ hai, đấy là cập nhật trọng số theo lô, tức là mỗi khi một dữ liệu đầu vào hoàn thành, tất cả các dữ liệu này hoàn thành này, một cái chu trình này hoàn thành này, thì mình mới cập nhật, quay ngược lại mình cập nhật từng cái trọng số cho nó một. Đấy chính là cái launching ngược của mình. Và cái epoch này nó chính là cái số lần mà bạn muốn quan sát hoặc là chạy mô hình. Tức là bạn muốn quan sát mô hình này, các bạn chạy epoch này càng nhiều, tức là thì cái độ chính xác của nó càng cao. Đấy, thì các bạn nhận thấy là khi bạn chạy thì cái độ chính xác của nó sẽ càng tăng lên. Lần chạy đầu tiên, lần chạy thứ hai thì nó sẽ tăng lên 0.92 này. Lần chạy thứ ba 0.96 này. Đấy. Tại vì càng chạy thì nó càng cập nhật trọng số của mình càng nhiều mà, đúng không? Thế nên là cái độ chính xác của nó, cái độ tin cậy của nó sẽ càng tăng lên, nó càng cao. Thì đây nó chính là cái epoch và cái batch size của mình. Rồi, đây mình sẽ huấn luyện cái mô hình của mình. Các bạn đợi mình một chút. Đó, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu huấn luyện cái mô hình của mình. Thì các bạn nhận thấy là sau mỗi lần chạy thì nó sẽ cái độ chính xác của nó sẽ ngày càng tăng lên. Đó, ở lần chạy số 7 thì cái ở lần chạy số 6 thì cái độ chính xác của nó lên được 99% rồi. Không phải 99 là 99% rồi. Thì các bạn chạy càng nhiều các bạn sẽ cái độ chính xác càng tăng. Tuy nhiên các bạn thấy đấy là từ lần chạy số 2 đến lần chạy số 3 thì nó tăng rất là nhiều. Nhưng mà các bạn chạy càng nhiều thì độ chính xác nó tăng nó càng ít đi. Tại vì là cái trọng số của nó thì nó sẽ không thay đổi mấy. Không quá nhiều sự thay đổi, thế nên là đôi khi là chạy quá nhiều thì nó cũng sẽ có không có cái các cái có ưu tốt. Mình phải cân bằng giữa việc đấy là mình giữa kết quả của mình với cả cái chi phí để mình chạy, mình cân bằng được giữa hai cái đấy với nhau. Đó. Rồi thì sau khi mình đã hoàn thành được mô hình của mình thì mô hình của mình có độ chính xác đấy là 99.45%, đấy 99.45%. Tức là bây giờ khi mà mình kiểm tra kết quả mô hình này, mình sẽ kiểm tra kết quả mô hình nha. Đó. Mình sẽ kết cả kiểm tra mô hình với cả là một số bức ảnh mới mà mình đưa vào này. Đây. Đây là sau khi mình đã hoàn thiện cái mô hình của mình rồi, mình bắt đầu mình đưa một cái bức ảnh mới vào. Mình đưa một cái bức ảnh mới vào và đưa cho cái mô hình là dự đoán xem cái bức ảnh này là cái chữ số viết tay là bao nhiêu. Cái bức ảnh số 7 đây mình đưa vào này thì nó cũng dự đoán là số 7 đúng này. Số 2 này dự đoán cũng là số 2 đúng này. Đấy. Trong này thì có một cái đấy là có cái số 5 thì dự đoán nó bị dữ liệu đưa vào là số 5.
đường gạch nó số 5 nhưng mà dự đoán nó số 6 tại vì có cái nét cũng hơi giống số 6 một chút. Đấy, thế tại vì cái mô hình dự đoán của mình nó chỉ có chính xác là 99% mà. Đó. Nên là dự đoán cũng đang là số 6. Rồi. Đấy. Tương tự thế đây, ở đây có số 9 này. Cũng sẽ bị dự đoán sai là hơi giống số 7. Đấy cũng bị dự đoán sai là số 7. Đó. Nếu như các bạn có thời gian thì các bạn để chạy nhiều hơn thì để xem là nó dự đoán có chính xác lên được đây là số 6, số 5 không nhá. Đó, thì đây một số bức ảnh dự đoán sai. Mình đánh giá mô hình. Đây là biểu đồ thể hiện sự đánh giá mô hình của mình. Thì các bạn thấy đây là mình chạy càng nhiều này. Đây mình chạy càng nhiều này. Đây từ lần số 0 này, từ lần đầu cho đến lần số 2 này, thì các bạn thấy độ chính xác của nó tăng rất là lên nhiều. Ở chạy lần 1 tăng rất là nhiều độ chính xác lên. Nhưng mà dần dần thì cái độ chính xác của nó cũng sẽ giảm dần. Đấy. Càng mình chạy càng lên cao, cái độ chính xác của nó sẽ càng giảm xuống, tức là cái độ tăng của nó càng giảm chứ không phải độ chính xác. Cái mức độ tăng độ chính xác của nó sẽ càng giảm xuống. Đấy. Không bao giờ nó sẽ sát được với 100% cả. Không bao giờ sẽ sát được 100% cả. Tương tự thế thì ngược lại, mình càng chạy thì cái tại vì cái mô hình chính xác, tại vì cái lần chạy của mình, cái độ chính xác của mình càng tăng lên. Nên là cái độ mất mát của mình nó sẽ càng giảm xuống. Đây. Nó sẽ giảm dần xuống. Nó sẽ ngược với cả cái độ chính xác, tức là độ chính xác tăng lên. Tức là cái độ mất mát này chính là hay là cái sai lệch, sự sai lệch ấy thì nó sẽ càng giảm xuống với mình, nó sẽ càng giảm xuống. Đó, sát với số không nhất có thể. Nó sẽ càng ngày càng sát được không? Và cái mô hình nào mà có cái độ mất mát này gần với số 0 nhất, tức là mô hình rất là tốt. Đó. Nó sẽ sát được cả số 0 này, nhưng không bao giờ được vào số 0 cả. Đó. Thế thì vừa nãy là mình chạy với cả đấy là một tầng ẩn gồm 256 nút. Thế giờ đề bài yêu cầu là chạy với nhiều tầng ẩn thì làm sao? Mình cũng sẽ tương tự, mình sẽ chạy với cả nhiều tầng ẩn. Ví dụ mình chạy đây là với cả là 3 tầng ẩn để xem cái độ chính xác nó có tăng lên không nhá. Mình sẽ chạy lại mô hình này với 3 tầng ẩn. Rồi đây sẽ có tất cả tổng cộng 3 tầng ẩn đây. Các bạn có hiểu không? À, bài này sẽ là bài thi đấy. Các bạn phải đọc cái bài này chắc chắn là thi đọc bài này. Các bạn nhìn thấy là cái chạy sẽ lâu hơn đúng không? Thời gian chạy nó lâu hơn thì cái mô hình lúc này nó phức tạp hơn. À, các bạn đoán xem là về tính sao mà với cái cấu hình cái mô hình như thế này thì cái số lượng tham số của mô hình cái độ phức tạp nó sẽ thuộc vào số lượng là bao nhiêu? Và khi mà cái mô hình nó phức tạp lên thì cái quá trình huấn luyện tức là cái cập nhật cái tham số nó sẽ lâu hơn. Một cái câu nữa thì tôi sẽ giải thích các bạn là cái độ chính xác này là đánh giá trên tập dữ liệu nào.
đó. Ở lần chạy này thì độ chính xác của nó đấy là chín chín phẩy hai, 99,2%, và loss đó chín, và nó sẽ mất đi khoảng 1,17% này, và cuối cùng độ chính xác cuối cùng của nó là 97,72%. Đấy, vậy mình cũng sẽ test thử lại với cả cái các bức ảnh này nhé. Đây thì ở trường hợp này thì số 5 này đưa vào thì nó vẫn dự đoán sai là số 6. Tuy nhiên thì có một cái đấy là số 9 này. Bây giờ nó dự đoán đúng rồi là số 9. Vừa nãy thì nó lại dự đoán nhầm thành số 7. Bây giờ nó dự đoán đúng thành số 9 này. Đấy. Đấy, tức là nếu là mình tăng cái tăng ẩn này lên này, tức là nó sẽ chạy nhiều hơn. Nó chạy nhiều hơn, nhiều tham số hơn. Thì khi đấy cái độ chính xác của nó cũng sẽ được tăng lên một chút. Đó. Tuy nhiên thì các bạn như mình đã bảo, các bạn cân bằng được cái việc đấy là cái thời gian chạy và cái chi phí chạy các bạn. Các bạn cân cân bằng được, mình phải có cái sự đánh đổi của mình. Đó. Các bạn được cái này sẽ mất cái kia đâu. Đấy là cái này mình sẽ phải chạy mất thời gian nhiều hơn. Và cũng như là tốn các cái nhiều tài nguyên khác hơn, thì bây giờ mình vẫn phải tối ưu được cái việc mình chạy cái mô hình này với số tầng ẩn như nào hay số nút như nào. Rồi. Thế thì các bạn cứ thử thực thực hành tương tự với cả cái bài này, với cả cái code mà mình đã gửi cho các bạn qua nhóm Zalo. Thì bạn thử chạy với cả đấy là số các nút khác nhau và số tầng ẩn khác nhau, thì để xem là cái kết quả của mình nó có ra khác không. Các tương tự thế, các bạn thử thay đổi cái hàm activate, hàm kích hoạt này để xem là nó cũng sẽ có ra kết quả khác không. Đó, tức là một số các tham số các bạn thử thay đổi xem, đấy là số tầng ẩn này, số nút này, với cả là hàm kích hoạt đó. Các bạn thử xem là liệu nó có ra một cái kết quả khác không, và nó có cho độ chính xác đúng không, và đánh giá thử xem là với số tầng ẩn như nào, với số nút như nào, thì bài toán cái mô hình của mình nó sẽ được tối ưu. Đấy, thì đấy là mình giới thiệu qua cho các bạn, đấy là về cái mô hình MLP này bằng sử dụng bằng cái thư viện có sẵn. Thầy bảo cho lại một cái hình ảnh mà lúc nãy có cái độ chính xác của mô hình trên tập dữ liệu trên link là phát tinh ấy, đầu tiên qua một chút cho lớp. Đấy, cái hình này rồi, cái hình hình đồ thị vẽ cái độ chính xác ấy. Đây đây, mọi người nhìn vào đây và hãy cho tôi biết là cái đường màu xanh là cái gì nhỉ, và cái đường màu đỏ là cái gì. Bạn nào biết thì hãy cho tôi biết nào. Cái trục hoành nhé, trục hoành thì chắc là cái epoch, chắc là cái số lần lặp đó, số lần training đó. Mọi người nhìn thấy nhé, là nếu như nhìn vào bên tay phải, cái hình tay phải này nhé, tay phải này,